Hello tất cả các anh em thợ nhôm kính nha Hôm nay ở Hà Nội nó nắng như thiêu như đốt Đài báo 39 độ nhưng mà thực tế ở ngoài đường nó rất là cao nha Mãi đến gần chiều tối thì anh em mới đi lắp mấy cái vách Cái này là hệ hệ vách vách chết răng lưới để chống mũi Đấy, Lưới này là lưới mắt rất là nhỏ mọi người nhìn thấy nó cửa này, này ngoài là cửa chớp này, gỗ này, thế là trong là là gỗ kính nữa này, thế mà mũi nó vẫn cứ vào rất là nhiều. Khách hàng thì yêu cầu là lắp cầm một cái vách. Hà Nội mà nóng như thế này mà không dùng điều hòa thì không được. Và có lúc cần đón khí trời thì thì cũng không uh, dám mở cửa vì uh, sợ mũi chính vì vậy làm như thế này thì ngăn mũi uh, tuyệt đối luôn luôn sau này khách hàng nào mà có làm cửa thì luôn luôn nghĩ đến cái chuyện uh, uh, tích hợp uh, cửa mũi luôn để đỡ phải làm một uh, lần tiếp theo thì uh, cái vách này là rộng 2 m cao 1 mét tư thì uh, chia một cái đố dọc ra vậy là tầm cỡ 1 mét là mình căng lưới nó vẫn đủ căng nhá nhưng mà một mét trở lại thôi mình không nên làm to hơn à, vách lưới này là màu vân gỗ luôn thì nó đồng màu với lại uh, cửa gỗ của gia chủ giờ thì mình lên tầng trên mình lắp đấy anh em nhìn cái mặt này là mặt uh, chèn răng nhá chèn răng để căng lưới răng cao su tròn đấy, tiết lộ một chút để anh em biết được uh, làm cái cửa lưới mũi nó như thế nào cái mặt chèn răng này thì xấu hơn nhé thì mình cho ra ngoài đấy đấy thì hôm nào mà trời không nóng không dùng điều hòa thì mình mở cửa kính ra thì vẫn thoáng khí nhé vẫn có thể ngủ ngon lành và không có một con muỗi hoặc côn trùng nào xâm nhập kể cả là kiến ba khoang thì hôm nay mình lắp một loạt toàn vách căng lưới thôi nhé thì thường thường là mình chỉ khoảng cái khổ một mét quay đầu thì mình mới căng được lưới này không là nó sẽ bị trùng nó không không căng được thì nhìn nó xấu thậm chí nó lại võng cả cái cây nhôm lại đấy thiết kế màu vân gỗ luôn cho nó đồng màu với gỗ Đấy thì lắp cái hệ vách lưới này thì nó rất đơn giản và nó nhanh Mình chỉ cần đo chính xác thôi là lắp cực kỳ nhanh luôn Thì lưu ý với anh em rằng là cái loại lưới này thì không chống được chuột là một này Chó mèo là hai này Đấy thì mấy thứ đấy là nó dùng móng chân là nó nó cào là nó bật hết đấy nhá Nó tung hết lưới ra đấy nếu mà muốn chống được chó mèo với lại chuột thì phải dùng một cái căng một cái loại lưới dày hơn sợi to hơn mắt to hơn lúc đó lại đi theo với nhôm cứng cáp hơn và nó tích hợp với hệ nhôm đó luôn thì lúc nào làm thì mình lại review giới thiệu giới thiệu tiếp cho anh em đấy lắp cái lưới mũi này thì để chắc chắn là uh, tránh xa được uh, dịch uh, sốt sốt huyết nhá đấy nó cũng uh, lưới mũi này cũng uh, rất là hiệu quả đấy uh, đêm nằm hít khí tươi mà không lo mũi đấy, rất là sướng cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi và đăng ký kênh nhá hẹn gặp lại ở video tiếp theo xin chào tạm biệt